Xin chào tất cả các bác ạ. Thưa các bác, ngày hôm nay trên hành trình xuyên Việt thì cháu đang đi cùng với cả đệ nhất tài xế, đó là anh Tú, xe đầu kéo Vlog. Quá, chào các bác. Vâng, đây là bác cán bộ điều đường lối uy tín ấy. Hôm nay rất là lo lắng là bởi vì là bạn tài xế của cháu thì là có công việc riêng. Đấy, cháu có đi cùng anh Nguyễn Tất Thắng cùng đoàn đi vào trong Nghệ An thì đúng cái lúc mỏi mệt nhất thì siêu nhân xuất hiện. Đấy, anh Tú anh cầm lái các bác ạ. Đấy thì anh em cháu đang có mặt tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và đang trên đường di chuyển đến huyện gì nhỉ? Mình sẽ lên huyện Quế Phong các bác. Huyện Quế Phong, và ở trên đó thì đoàn anh Nguyễn Tất Thắng cùng anh Tú xe đầu kéo Vlog thì sẽ đưa anh em cháu vào đó để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở cái vùng biên giới giáp với Lào, và cũng như là ghi lại những cái hình ảnh chia sẻ đến video để cho các bác xem, cũng như là mục tiêu của cái hành trình này thì anh em có bàn với nhau là muốn lan tỏa những cái giá trị tích cực, cũng như là lan tỏa yêu thương đến những bà con. Đấy, thì trước đây là anh Thắng thì là làm từ thiện cũng rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà đa số là ở miền Bắc, và cháu cũng có tham gia cùng anh Thắng một khoảng thời gian. Đấy, tuy nhiên thì gần đây anh em cũng có một cái ý tưởng là muốn gọi là lan tỏa yêu thương đến xa hơn nữa, và địa điểm đầu tiên đó chính là huyện mình sẽ đến với huyện Quế Phong. Ngày mai mình sẽ đi những cái vùng mà giáp với lại biên giới Việt Lào để mình giới thiệu cho Minh, cho Hậu là cùng với anh em với lại các bác ở trên kênh là vùng núi của Nghệ An thì có bà con người Khơ Mú này, người Thái này, rồi người Mông sinh sống. Đặc trưng là có ba dân tộc lớn như thế, cũng có người Thổ thì lại dưới vùng Quỳ Hợp. Anh Thắng đi lên đấy có mang theo cái gì Hà Giang mang vào anh? Có chứ, anh lần này đi thì còn mang theo rất nhiều quà. Vâng. Trà, vâng. Mật ong, lá đắng. Các bác nhớ là anh Thắng đang bán lá đắng nhá. Rất mong rằng cái lần này đi vào trong dọc biên giới đường Trường Sơn này có thể lan tỏa được nhiều những cái tình cảm yêu thương đến quý cô bác anh chị trong cái chuyến, cứ nói là anh em là xuyên Việt nhưng mà cũng không thể nào đi được hết các tỉnh thành. Đa phần là anh em đi dọc biên giới Việt Lào rồi là xuống Campuchia. Đấy, vào những cái khu vực khó khăn thì anh em thắng đi thôi, còn những cái khu vực mà đồng bằng với cả vùng ven biển thì cái điều kiện kinh tế ở đó tất nhiên là để so là người nghèo thì ở đâu cũng có, nhưng mà do những cái vùng đó nó có điều kiện hơn chút rồi, kinh tế nó cũng thuận lợi hơn so với những cái vùng giáp biên, nên là anh em là chọn đi cái đường nó hơi khó hơn một chút. Cái Tú đầu kéo ấy bảo là anh em là chọn toàn đường đi lắt léo. Nên là phát này là Tú đầu kéo đồng hành cùng với cả Thắng với cả Hậu là rất mong là phải chăm sự là nhờ vào tay lái lụa của Tú đầu kéo, tại vì là anh Sự là cũng lái lụa nhưng mà để đi dọc biên giới với cả đi dọc Việt Nam như này thì Tú đầu kéo là đường biết là đã đi rất nhiều rồi. Nếu tính xuyên Việt thì chắc là Tú đầu kéo phải đến 1000 lần rồi anh nhỉ? Không, 100 lần rồi các bác. Nên là lần này thì có đồng hành cùng Tú là tất cả những cái việc mà như hôm qua Hậu là cũng lăn tăn suy nghĩ, bảo là anh ơi cũng biết là đi kiểu gì, lái như này em là đi như thế sợ nó mệt. Nhưng mà may quá hôm nay vào Hậu là bắt cóc được ngay, bắt ngay một lái xe phải nói rằng là tuyệt vời. Đấy, rất là này còn bao chọn gói là nếu có bị phạt là để tôi bao hết là phạt nguội luôn. Không về là đảm bảo anh em mà không có bị phạt nguội, trên đường đi là không có bị dính phạt, đảm bảo luôn, cam kết luôn. Xe của Hậu đỡ xe tôi 3 năm mới đăng kiểm và dở ra là một giây không có giấy về đấy. Nói hôm nay là thì hành trình rất là cảm ơn anh Tú vì đã nhờ anh Tú và em với anh Sự là mỗi người một xe. Đấy,
đi xa là không thể ngồi cùng xe được. Hậu sự này là bị tách ra rồi. Đấy, nó mới an toàn. Đấy. Anh em cháu là chuyên chở người đi chữa bệnh. Nên là anh Hậu, anh sự đưa xuống các cháu đưa đi luôn là thường là kết quả nó không được tích cực lắm. Cho nên là bây giờ phải tách ra đấy ạ. Thế là bây giờ là phải tách đôi ra các bác ạ. Đấy, thì đi xuyên Việt nó mới ok được. Đấy thì các bác theo dõi nội dung mà tí nữa anh em cháu đến huyện Cao Phong kìa. Quế Phong thì cháu sẽ ghi hình tiếp về các cái quang cảnh cũng như là cuộc sống của bà con đồng bào ở nơi đó để cho mọi người cùng xem nhá. Em ngoài ra thì trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng và anh xe đầu kéo, anh Tú xe đầu kéo cũng có đang bán một vài sản phẩm để các bác có thể là vào xem và ủng hộ để anh em có cái kinh phí để đi giúp đỡ bà con cũng như là có điều kiện để đi xuyên Việt được nhiều lần hơn nữa. Đấy, đây bây giờ cháu tạm dừng máy để tí đến Quế Phong cho quay tiếp các bác nhé. Thưa các bác, hiện tại anh em chúng cháu đã đến huyện Quế Phong rồi nha các bác. Trên đường đi thì cũng có rất nhiều khúc cua quanh co nhưng mà cháu thấy nó cũng không ăn thua lắm. Anh em đi Hà Giang nhiều rồi nên là khi mà vào những cái khúc cua như này thì cháu thấy là nó khá là nhẹ nhàng. Khi mà anh Tú anh bảo là có cua là cháu hình dung là nó phải cua vắt ngang vắt dọc. Hôm ngày mai trở đi mình mới cua kìa. Hôm nay mình chưa đi bắt cua đâu. Cua nhẹ thôi. Nghe cua mà tưởng tượng lần đầu tiên lên Hà Giang là em đi rồi em bị say ấy. À đấy à. Mà em là người lái nhá. Đến nơi còn say. Lái còn say luôn đấy. Đúng rồi. Đi qua cái đường mà từ thành phố Hà Giang lên Xín Mần đi qua huyện gì mà qua cái đèo gió anh Thắng nhỉ? Sô Phi. Đấy, ui bè, rồi sợ quá. Rồi còn ngất rồi đấy mà. Đi nửa đường xong phải nghỉ mất một tiếng xong mới đi tiếp. Nó vừa dốc, nó vừa cua nó gấp. Là lần đầu tiên đi say luôn. Theo địa chỉ báo còn bao cây còn hơn 2 km nữa là đến. 2 km bạn nữa là đến. Và cái đặc điểm chung của những bà con đồng bào thì thường là họ ở những cái nơi mà khá là xa so với trung tâm. Và đường chúng tiếp cận là người Thái sinh sống ở đây. À người Thái. Đúng rồi. Người Thái thì hay ở dưới vùng nhưng mà thấp hơn. Khu rừng núi ở đây là nó núi nó cũng bằng bằng anh nhỉ? Không phải, đây mình chưa đến cái vùng cao hẳn đâu. Bắt đầu từ ngày mai trở đi thì mình mới đi những cái vùng núi nó cao hơn. Ở đây là núi đá hay núi đất đấy? Có cả đất cả đá. À. Đất đỏ hay đất đỏ. Thế thì vẫn trồng được cây nhỉ? Đúng rồi, có. Nhưng mà đất đỏ. Lên hoang mạc thì chỉ có phơi chứ còn khó trồng ạ. Chỗ Hà Giang này cái núi hoang mạc đá chỉ có phơi thóc mà chẳng có thóc phơi. Toàn đá. Đây trung tâm xã rồi. À. Đó. Đúng rồi. Thị trấn Kim Sơn. Đến thị trấn Kim Sơn. Đi thẳng à? À bên phải đây là đi cửa khẩu Thông Thụ là đi Lào đấy. À bên phải đi Lào. Đấy là đi Lào với đi thác Bảy Tầng. Thác Bảy Tầng cũng là cái địa danh rất là nổi tiếng của Nghệ An. À. Nếu chiều nay anh em mình có kịp về nữa thì anh em cũng muốn tham quan tí thì tham quan. Cái thác Bảy Tầng có một vụ là có anh đó. Nào live stream xong bị tụt đấy mất đó, đấy đó, à? Đó, đó, đó. Ôi trời ơi. Giữa đây. Đi vào trong những cái vùng này thì một điều rất là chú ý đó là các cái biển báo rồi thì có những biển mà nó là biển báo cổ. Có nghĩa là mình chỉ nhớ là nó ở chỗ đấy thôi chứ còn nếu không để ý là không biết. Đúng rồi. Rất dễ ăn đòn các bạn ạ. Đấy, nếu mà các anh yêu mến thì nhắc nhở, còn các anh mà nghiêm khắc thì là sẽ là bị thu bằng. Mình chỉ sợ mỗi cái đó là bây giờ là sợ về cam phạt nguội. À. Đi xuyên Việt thì cái tỷ lệ cam phạt nguội rất là nhiều. Vâng. Cho nên là nhiều bác nào mà không quen đường ấy thì về nhà là giấy khen gửi về nhiều lắm. Giấy khen dài 1 mét. Quan trọng nhất là mình đi đâu mình cũng để tuân thủ chấp hành đúng tốc độ thì mới gọi là không có giấy khen về được. Thưa các bác, trên đường đi thì anh em cháu có nhìn thấy một cái
nơi mà ruộng của dân tộc Thái, người ta có những cái cọ nước rất là đẹp này các bác. Cảm giác như là bánh xe kiểu. Cảm ơn anh Tú đã đưa bọn em đến đây nhá. Đẹp quá. Đấy. Các bác xem đẹp không? Đi mà nhìn thấy cảnh này đúng là chữa lành đấy. Các bạn trẻ gọi là chữa lành. Thế còn làm đẹp thì cháu có cái này các bác nhé. Đấy. Xin phép các bác mấy giây quảng cáo sản phẩm mới. Bởi vì là các bác cũng biết là hiện tại là mẹ cháu đang làm đại sứ thương hiệu cho cái sản phẩm trà làm đẹp này. Và cái tiền doanh thu lợi nhuận thì cháu sẽ chia cho mẹ cháu nữa. Đấy, để gọi là mẹ cháu thì là một người lại thích lao động. Đấy, ở nhà bế Hồng Phúc, ở nhà cứ buồn, bảo là không có việc gì làm, buồn. Thế cháu mới bảo là bây giờ con sẽ cho mẹ một sản phẩm để mẹ làm đại sứ thương hiệu, và cái lợi nhuận thì con sẽ chia cho mẹ một lửa. Thế do vậy là bây giờ đi đâu thì cháu cũng sẽ mang theo một cái hộp này để các bác nhớ là cháu đang có kinh doanh sản phẩm trà làm đẹp. Các bác mua ủng hộ. Oi nhỉ, trời oi nhỉ. Đấy, đẹp quá. Không giống lắm đâu. Không gì đó sai sai. Thưa các bác, thì hiện tại là anh Thắng đang ở trong nhà một hộ dân. Thì các bác có thể thấy là ngôi nhà này rất là tạm. Đấy, đây cũng là một hộ nghèo gần như là nhất của xã. Đây, ở đây là huyện... đây huyện gì cháu nhỉ? Quế Phong. Quế Phong hả? Ở huyện Quế Phong. Thì anh đang đại diện cho đoàn trao một phần quà bằng tiền mặt cho gia đình. Thế còn cháu thì ở ngoài này giới thiệu các bác vài cây thuốc. Đấy. Rồi, đấy, anh sự quay cho em nhé. Đây là cây ké hoa đào này các bác nhé. Ké hoa đào chữa viêm khớp đây này các bác này. Ké hoa đào. Cái hoa của nó như hoa đào, gọi là ké hoa đào. Đấy, còn đây là cây xuyến chi, đấy, viêm lợi, viêm răng, tiểu đường. Thế trong đây là cây trinh nữ, thì là an thần, người ta gọi là cây số hổ đấy. Rồi, anh sự đi đây quay để xem có cái gì em giới thiệu mọi người. Đấy, cái này còn đây là cây ổi các bác, cây ổi trước mặt đây. Đấy, các cái búp ổi này các bác nhai với cả một vài hột muối thì là sẽ chữa đi ngoài ra. Em không. Vâng. À, thuốc gan à? Thế để em vào xem nào. Thì để em gửi bưu điện. Đây. Đây là cây củ gấu này, còn gọi là gì nhỉ? Hương phụ. Đấy. Cháu nhớ không nhầm. Chứ nói củ gấu. Đúng rồi, củ gấu là hương phụ. Cái này là tốt cho nữ giới các bác. Lữ bất ly hương phụ. Đấy. Đây, cháu xin phép mọi người để cháu xuất lại cái câu châm ngôn đấy. Đây không có 3G nhỉ. Lữ bất ly hương phụ. Đây không có 3G các bác. Cháu xin phép các bác là cháu sẽ tí về khách sạn cháu sẽ kiểm tra lại câu đấy. Tại vì dạo này đầu óc hơi căng thẳng nên quên mất. Nhưng mà củ đấy rất tốt cho nữ các bác nhé. Còn đây là cây cỏ mần trầu này. Cỏ mần trầu này có tác dụng là bổ thận. Đấy, bổ thận. Những cái vị thuốc về thận, ví dụ như trinh lý lam hay là chữa về cái tiền liệt tuyến là cũng có cái cỏ mần trầu này. Đây gọi là cỏ mần trầu. Ngày xưa các cụ là hay đun cái này lên gội đầu đấy. Nhưng mà cái này cũng có tác dụng về là bổ thận và gọi như là lợi tiểu đó. Đấy, ở ngoài đây thì là hết cây thuốc rồi, đi lang thang loanh quanh tí xem nào. Đây cây diệp hạ châu.
cây diệp hạ châu còn gọi là cây chó đẻ. Cây này thì là mát gan, hạ men gan các bác. Đấy. À, vâng thưa các bác, hiện tại thì cháu và Mr. Xuân Hữu đàn tính đang có mặt tại nhà anh bác ở huyện gì? Đây huyện Quế Phong đấy. Huyện Quế Phong, Nghệ An các bác ạ. Thì ngày hôm nay hành trình anh em đi rất là dài. Sáng là anh em cháu xuất phát từ Hà Nội đi không nghỉ đến tận Nghệ An, và sau đó thì đi giúp đỡ hai hoàn cảnh khó khăn. Thì hành trình thì cháu cũng có ghi lại, anh Thắng thì có đại diện đoàn trao quà tặng phẩm và tiền mặt cho hộ gia đình. Thế còn là cháu đi lang thang đi tìm cây thuốc xung quanh nhà. tìm được cây nào cho bạn? Tìm được mấy cây đấy. Dạ. Và là mình văn ôn võ luyện các bác ạ. Văn ôn võ luyện nữa không lo quên. À lúc mà lúc chiều có cái câu gì để xuất lại nhỉ? Đâu bạn xem nào. Cái cây hương phụ không biết là có một câu thơ. Đấy. Cây hương phụ đúng không? Đây là lữ bất ly hương chi phụ này. Hương phụ. À hương phụ. Lam bất thiếu trần bì, lý bất ly hương phụ. Đấy. Có nghĩa là cái cây hương phụ này là rất tốt cho phụ nữ về điều hòa kinh nguyệt. Đấy, cây hương phụ mà lúc chiều mình tìm thấy ấy. Nó là cái cây gọi là cây thôi cái cây hương phụ này không phải rồi, cây kia là cây cỏ gấu chứ cây hương phụ này. À không phải, cái này giống cái. Cây này là mọc hoang ở ấy đấy. Ở hoang ngoài. Mọc hoang ở mấy các cái sườn bờ ao ấy. Bờ ao. Đây này. Đúng rồi. Đây cây hương phụ, cây này cho bác xem hình ảnh nhá. Đấy, đây là cây hương phụ này. Đấy, cây này là tốt cho phụ nữ điều hòa kinh nguyệt đấy. Kiểu đau bụng kinh các thứ đấy. Đương nhiên là nó cũng phải phối hợp với cả các cây khác. Nhưng mà cái cây này cũng là một cái vị trong các cái vị chính. Đấy. Ok các bác nhé, hôm nay thì có một... đúng mà. Đúng cây đấy chưa? Đây nó gì? Đúng rồi, cỏ gấu đúng rồi. Cỏ gấu. Tức là bởi vì là cái cây mà ở trên mạng đây là nó có hoa. Đúng không? Đúng rồi. Đấy cái cỏ gấu. Cái bạn vừa xem kia là nó bắt đầu nó mới. Nó có hoa là mình mới ngờ ngợ. Đúng rồi, cỏ gấu chính là hương phụ ấy. Và nó có cái củ ở bên dưới ấy. Củ ở bên dưới ăn nó ngăm ngăm đấy. Đúng đấy, rồi. Hương phụ ấy. Các bác hôm nay cháu có tin vui, đó là đối tác của cháu bên Hy Lạp nên họ gọi điện về. Khoảng độ thứ 5 tuần sau là họ sẽ bay về Nội Bài. Cháu sẽ ký một cái hợp đồng xuất khẩu nguyên liệu thô. Cháu giải thích các bác nguyên liệu thô nữa là gì. Nguyên liệu thô ví dụ như là các bác làm bánh mì thì cần bột mì, thì bột mì là nguyên liệu thô. Đấy. Hoặc là các bác làm ra gọi là gì nhỉ, cái gì nó phức tạp hơn một tí nhỉ, làm ra bê tông thì các bác cần xi măng cát đá sỏi. Thì cái mà xi măng cắt đá sỏi khi mà ở trên xe ấy, thì gọi là nguyên liệu thô. Khi mà nó đổ vào trong cốt thép thì nó mới thành bê tông ấy. Đấy thì nó tách rời ra gọi là nguyên liệu thô. Thì các cái năm trước thì cháu xuất khẩu thành phẩm. Thế nhưng mà năm 2024 từ đầu năm đến giờ ấy, thì là cháu chuyển sang xuất khẩu nguyên liệu thô để đảm bảo được là cái số lượng và chất lượng nó cao hơn. Xuất khẩu thành phẩm các bác biết là cái thể tích nó rất là lớn. Một hộp thuốc thì cũng phải qua các cái lớp bảo quản như là vỏ nang này, vỉ này, rồi thì vỏ hộp, xong rồi thậm chí cả bọc bên ngoài, nhiều lớp như vậy, cái thể tích cũng rất là lớn. Thế thì năm 2024 là cháu chuyển sang xuất khẩu nguyên liệu thô cho cái nhà gọi là cho cái nhà máy bên đó để họ đóng lại thành thành phẩm phân phối cho cái thị trường bên nước ngoài. Thế còn Việt Nam thì cháu vẫn cứ là thương hiệu Hồng Phúc thôi, chứ còn bên nước ngoài các cái thương hiệu mỗi nước nó sẽ một khác. Bởi vì là họ chỉ lấy nguyên liệu thô thôi, còn họ làm theo thương hiệu của họ. Đấy thì cũng quãng thời gian khoảng chục năm trở lại đây, từ năm 2000, hơn chục năm, từ 2010 ấy, thì là thế giới họ cũng đã bắt đầu là chuyển dịch sang dùng các sản phẩm liên quan đến thiên nhiên rất là nhiều. Đấy và cũng nhờ đó thì may mắn là mình lại va vào cái xu hướng đấy, nên là cũng có một chút thành công. Thế là trong cái câu chuyện thành công của mình là may nhiều hơn khôn. Đấy, chẳng may là mình làm thế nào nó lại va vào cái câu chuyện đấy. Đúng nhịp. Đúng nhịp. Đấy. Nhưng cũng nhờ đúng nhịp mà mình cũng có một chút vốn. Và bây giờ thì gọi là chính thức là vừa học vừa làm. Có nghĩa là mình có một chút tiền để mình vừa nâng cao cái kinh nghiệm, cái kỹ năng, cái kiến thức. Và cũng là vừa làm luôn. Đấy.
Thế bây giờ là bạn là cung cấp chính cho nguyên liệu thô cho bên đấy? À, nhiều nước. Nhiều nước đúng không? Mình cũng làm nhiều nước. Nhiều nước. Đúng rồi. À, theo như tớ lúc nãy bạn nói thì theo như tớ hiểu là bạn sẽ cung cấp tất cả nguyên liệu thô sang bên kia và họ sẽ chế biến tạo ra cái thương hiệu riêng của họ. Đúng rồi, ví dụ mình bán phở cho bên Tây thì nó, lúc người ta bán phở ra tên bắt phở là gì thì mình không còn quyền nữa rồi. Đúng, không còn rồi quyền. Mình chỉ bán cái bánh phở thôi, còn người ta nấu như nào mình không còn quyền nữa. Tức là hương vị pha chế tất cả mọi thứ là theo bên đấy hết. Ừ, thì có thể là một là cái công thức của mình vẫn giữ nguyên, ví dụ như là để mà làm ra một viên thuốc nó cần những cái nguyên liệu này. Đúng không? Đúng rồi. Một bài thuốc nó cần nguyên liệu lại thì mình gửi nguyên cái đấy sang, họ đóng vào trong viên, hoặc là có thể họ thêm tá dược để họ điều chỉnh cho nó phù hợp với cả cái thể trạng của người đấy. Thêm nhiều thành phần khác nữa. Người Tây là nó phải gấp rưỡi mình. Ví dụ mình làm 70 cân thì nó phải một tạ. Tây nó to lắm, nên có thể là cái hàm lượng của mình nó không đủ chia cân nặng. Những người Việt Nam mà dùng Efferagan 250 thì Tây có thể là phải nhiều hơn, bởi vì nó nhiều thịt. Theo thể trạng, thể chất của từng người. Nó to. To. Người mình Việt uống cốc bia nó phải chơi một ca cơ. Cái kiểu như thế. Ngày hôm nay là bạn Hậu là rất là mệt các bác. Xuân Hữu lại tiếp tục bao toai cho bạn Hậu. Sao cái đoạn này nó không xảy ra sớm hơn tí đấy. Xuân Hữu chia sẻ thêm với toàn thể các bác là bạn Hậu sáng nay cũng dậy rất là sớm, 5 giờ đã dậy rồi. Đón anh em ở quán phở của anh Ba. Xong chạy thẳng vào đến Diễn Châu của Nghệ An. May quá có anh Tú đầu kéo Vlog là thay bạn Hậu lái. Anh Tú là cũng đẳng cấp đấy. Đẳng cấp anh Tú lái xe là uy tín đấy, cho thấy là không lệch phát nào, ngủ ngon. Không là bạn Hậu hôm nay cũng hơi căng. Quá tuyệt vời. Qua kênh video này em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tú bằng cách. Anh Tú ơi, em anh vào em nhờ anh một phút được không? Xin anh 30 giây thôi. Đây để em cảm ơn bằng cái cách gọi thiết thực được không anh? Thôi nghe chỉ cần độ khoảng độ một phút thôi. Đúng rồi bạn, để lương y là lương y rồi, có lương y đấy. Ok, cảm ơn anh bạn Vinh. Vâng. Anh lên chú đây. Anh Tú ngồi đây. Anh ngồi giữa. Để các bác ạ, đây là anh Tú, người cán bộ đường nối chở cháu từ sáng rồi. Các bác 97.000 người sang kênh Tú đăng ký kênh cho cháu, xong rồi là sang đấy comment là tất cả khán giả của anh Tú sang đăng ký kênh để cháu kiếm cái lúa bạc. Được không? Anh thấy chơi thế có được không? Ngày mai thì khi là quay chi tiết hơn thì chắc là Tú cũng sẽ kêu gọi khán giả Tú ra ủng hộ cho bạn Hậu. Vâng. Đấy, Tú xin chào các bác nhá. Vâng. Bảo mình rất là vui hôm nay được gặp anh Hậu và đồng hành cùng anh Hậu là chuyến thiền nguyện cùng anh Nguyễn Đất Thắng. Cùng tay Nguyễn Đất Thắng. Vâng. Cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe mà cảm, cảm ơn anh Lạc Minh. Vâng. Hôm nay thì gặp Hậu cũng vui mà biết là Hậu nhiều việc lắm. Vâng, em và vẫn đồng hành anh em chắc là được đoạn nào hay đoạn đấy đúng không? Vâng. Bảo mình cũng vui có chuyện thôi nhưng mà đúng là chúc anh thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng với chuyến anh em mình. Vâng. Nói chung là chặng đường đi thì có chặng đường đi nó không phải là nó còn rất nhiều khó khăn gặp anh em cùng nhau vượt qua trên chặng đường đó và cùng Xuân Hiếu nữa mang tiếng đàn then cùng nhau để thắp bản làng nhá. Nếu mà có việc bận thì em sẽ bật điện thoại em nghe qua điện thoại. Không nghe trực tiếp mình nghe lại có được không? Cắm vào loa mình nghe. Còn giải quyết xong việc thì cháu lại bắt máy bay phi. Máy bay vào nhá. Xong anh phi xe của anh đi rồi đi đi xe của anh nhá. Được, ok. Ok, nhất trí nhá. Ok, video thì cũng xin phép tạm dừng đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng tất cả nhóm anh em mà anh Nguyễn Đức Thắng này, anh Tú xe đầu kéo này, bạn Lộc Minh này, là bạn Xuân Hữu và bạn Calamian đang ướn người cầm máy bay. Ok, chào các bác. Rồi, chào cả nhà. Xin chào.